Bữa nay sẵn bữa nay là mùa lạnh ngay trời tuyết đó. Cho đó mình sẽ nói chuyện về cái việc mua nhà mùa đông nha các bạn. Mùa đông sẽ có một số cơ hội để mua nhà rẻ hơn là những cái mùa khác. Mùa đông này sẽ ít người mua nhà hơn, do đó mình sẽ chút xíu mình sẽ review tại sao mà mua nhà mùa đông á cũng có cái lợi của nó, được cái giá cả rẻ hơn. Chút xíu các bạn xem nha. Lý do thứ nhất là nhà ở mùa này ít người đi mua hơn. Lý do thứ hai là mùa ai cũng muốn mua nhà mùa xuân hết á. Mùa xuân là cái nhà mùa mà bắt đầu là thời tiết đẹp hơn, muốn mua nhà và mua viên, nghĩa là muốn mua xong rồi đi vô ở trong đó luôn. Lý do thứ ba là mùa đông á, nhà không có trang trí đẹp như là mùa xuân được, do đó cái giá bán á, thường cũng không có cao. Lý do thứ tư là thời điểm này là con cái đi học, do đó là ít ai muốn chuyển nhà sang những nhà khác nha các bạn, do đó là những cái nhà bán á, không thể bán giá cao được. Mùa đông là khắc nghiệt hơn, do đó là mình có thể xem được tình trạng mà thực tế của căn nhà như thế nào, có bị hư hại ống nước rò rỉ hay không. Một lý do cuối cùng nữa là người chủ muốn bán cho xong căn nhà cho rồi, đặc biệt là mùa đông. Giống như mình đang nằm ngủ ở đây đi, làm biển vậy đó.